cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Rồi, chào em trai, ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Mời bạn gái ngồi. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi ha. Chỉ cách có cái hàng rào tình yêu thôi. Mình nói lớn lên cho hai bên cùng cảm nhận rồi chút xíu mình gặp nhau. Mời em trai. Đầu tiên cho em xin được gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và tất cả quý vị khán giả trong phim trường ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Văn Đức. Em sinh năm 1989. Em sinh ra ở Thanh Hóa. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Lâm Đồng. Làm gì Đức? Công việc của em là nhân viên vận hành. Vận hành là sao em? Là vận hành máy. Công ty của em là chuyên về trái cây, về thực phẩm. À, máy làm ra những cái loại trái cây này kia, ép, sấy này kia đó hả? Rồi chạy cô đặc. À, tức là em là nhân viên kỹ thuật đó hả? Dạ vâng. Em ở Lâm Đồng với ai? Dạ em sinh sống ở cùng với ba mẹ em. À, ba mẹ Lâm Đồng luôn? Dạ. À, là ở Lâm Đồng như huyện nào? Ở Đức Trọng ạ. Đức Trọng là sát bên Đà Lạt luôn ha? Dạ, cách Đà Lạt 30 cây. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em chào quý vị khán giả. Em chào hai MC ạ, và bạn trai bên kia. Dạ, em tên Tạ Thị Mừng ạ, 35 tuổi. Nghề nghiệp em là kế toán ạ. À. Mình đang công tác ở đâu chị? Dạ, em làm ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát lái xe Bình Thuận ạ. Ở Bình Thuận? Dạ. Đó là, rồi mình sống ở Bình Thuận luôn? Dạ, đúng ạ. Nếu lấy vợ về là phải làm dâu đúng không? Dạ vâng, hiện tại thì làm dâu, còn nếu mà có điều kiện cho phép thì hai đứa có thể mua đất, mua nhà ở riêng. À, cũng được luôn. Cũng được, cũng ở gần bố mẹ thôi. À. Kiểu riêng thì có thời gian để qua lại. Rồi, vậy là khỏe chăm rồi. Cho bố mẹ. Dạ. Mời nhà gái, nhà cho gái. Chúng tôi biết về ưu điểm, khuyết điểm đi. Đúng rồi. Ưu điểm em là vui vẻ, hòa đồng, thích nấu ăn. Thích nấu ăn. Khuyết điểm là ngại trước đám đông và nhút nhát. Có lâu lâu cũng hơi khó tính chút. Cũng được. Khó thường xuyên mới mệt. Lâu lâu là một ngày mấy lần. Lâu lâu là một ngày mấy lần. Đúng. Dạ okay. Tùy tâm trạng. Thôi em trai. Em có điểm mạnh là tính tình thẳng thắn, trung thực. Em thích giúp đỡ mọi người và có trách nhiệm với người mình thương yêu, hay làm việc nhà và cũng hay nấu ăn. Em có những cái điểm yếu của em là em ngủ của em là hay ngủ nướng, hay đi làm trễ. Ừ, cái này là phải rút kinh nghiệm, bởi vì và làm trễ hoài mà công ty họ complain nhiều cũng mệt lắm ha. Cái đó thì khắc phục được. Khắc phục được đúng không? Em có hút thuốc. Hút nhiều không? Cũng ít rồi. Ừ, hình như ít ai muốn chồng người yêu mình hút thuốc lắm. Đúng rồi. À, nếu bỏ được thì càng tốt ha. Thay đổi được đúng không? Không được. Dạ, nhiều khi mình hút mình sướng mình, nhưng người kế bên người ta không có sướng. Dạ. Vậy thôi. Em cũng biết điều đó. Ừ. Rồi, bây giờ được tình duyên sao nè, cô gái? Dạ, em trải qua một mối tình lâu chưa cô gái? Dạ, 3 năm ạ. 3 năm hả? Mình chia tay lâu chưa? Cũng 2 năm ạ. Chia tay 2 năm. Dạ. Ủa vậy tính ra là cô gái này yêu trễ ghê á trời. Đúng không? 35 dạ. Tuổi yêu nhau 3 năm, chia tay 2 năm, tức là 30 tuổi mới có bồ hả? Ừ. Em mới yêu à, không yêu trẻ, không yêu sớm. Rồi mới yêu. Nhưng mà anh thấy bên kia 88 đúng không? Dạ. Mình đây 89 đó. Là rồng rắn. Rồng rắn lên mây. Rồng rắn lên mây. Hợp lý. Ừ, hợp lý quá. Chào nhà trai. Dạ. Nhà trai bao nhiêu mối tình rồi, kể cho chị Lan nghe coi. Em chính thức thì có 2 mối tình sâu sắc. Gần đây nhất là bọn em chia tay được 2 năm. Nói chung là cô bé thì làm cùng công ty của em. Cũng tán tỉnh nhau rồi qua lại tìm hiểu nhau thì em lại không biết bên cô ấy là có theo đạo. À. Cho nên là vướng mắc của bọn em là vấn đề cái tôn giáo. Tôn giáo thôi. Ừ. Thôi chuyện đó qua rồi. Nói về tương lai đi. Tương lai. Bây giờ là em không có đạo đúng không? Dạ. Để anh hỏi bên đây. Xong hỏi rồi. Trước luôn cho. Đúng xong. Hỏi trước cho chắc ăn. Em chào, chào em gái. Dạ. Cười rất là tươi. Sao em? Dạ. Em có đạo không? Dạ không. Rồi xong. Đó. Hợp lý rồi. Bây giờ mình hỏi về tương lai nè. Rồi bây giờ nè chị Lan hỏi nè. Em mong muốn có một người bạn gái như thế nào? Là có tính tình cũng thẳng thắn. Có cái ý chí cầu tiến. Cái ngoại hình thì da trắng. Rồi chiều cao tầm 1m6 được. Bên đó là dư xăng. Tức tiêu chí đưa ra thấy có hết. Nãy giờ tiêu chí anh ghi đưa ra em đáp ứng khoảng bao nhiêu phần trăm? Khoảng 70. Hơn chứ? Hơn chứ. Theo anh thấy là hơn đó.
khiêm tốn vậy thôi. Khiêm tốn. Rồi ngược lại một mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Cao hơn em xíu. Cao nhiều luôn. Bây giờ cao nhiều được không? Dạ cũng được ạ. Dạ cũng được ạ. Không hút thuốc. Không gia trưởng. Còn gì khó hơn nữa không em? Biết quan tâm gia đình. Dạ. Bây giờ em gái đi với ai? Dạ em đi với hai chị đồng nghiệp và em gái em ạ. Rồi. Mời chào nhà gái. Là đồng nghiệp của bạn cùng phòng làm. Thì em thấy bạn trai bên đây là cũng được. Đúng với lại 80% tiêu chí của bạn gái. À. Cho nên nếu bạn mừng ở nhà thì rất là chăm chỉ chịu khó. Đồng nghiệp rất là yêu quý. Nếu mà hai bạn cho nhau cơ hội á, mình thấy là rất là tốt ạ. Cảm ơn em. Em ra đi với ai Tùng? Rồi em đi với dì em ạ. Rồi. Mời dì. Em xin chào hai MC. Em xin chào nhà gái. Chào bạn gái. Dạ. Cháu thì là ít nói mà rất là sống thật thà. Bạn ấy ít nói nên là tới giờ vẫn chưa có người yêu. Còn ở bên nhà gái thì dì thấy bạn gái bên này cũng được. Tính tình thì cũng nhẹ nhàng, dễ thương. Rồi các bạn mà hai cháu mà muốn đi tới với nhau thì cho nhau một cơ hội. Cảm ơn dì. Chờ quan trọng hai bạn trẻ thôi. Đúng bây rồi. Giờ mở rào để hai mở bạn gặp mặt đi. Rồi cái gì tới nó tới. Đúng ha. Rồi. Mở rào. Chuẩn bị nha Đức. Tinh thần thoải mái luôn. Chúng ta hãy chờ đợi sẵn. Tình yêu đang đến. Nhẹ nhàng bước tới. Bên đây là Đức, bên kia là Mừng. Mừng Đức đến. Chào em. Gặp em anh có bó hoa tặng em. Chúc em luôn xinh đẹp như bó hoa này. Dạ em có cuốn sách tặng anh. Anh cảm ơn. Sách gì vậy? Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế. Ý nghĩa ha? Ý nghĩa. Rồi, bây giờ mình đối diện với nhau nói chuyện đi. Anh muốn nghe cái cảm xúc của em về anh. Em thấy anh cũng dễ nhìn. Em cũng xinh và anh có nghe em nói về những cái điểm mạnh thì cũng phù hợp với cái anh đang cần tìm. Dạ. Ở như Bình Thuận là em ở thành phố luôn hay ở chỗ nào vậy? Dạ, ở thành phố luôn ạ. Anh thì cũng có một số bạn đó cũng thỉnh thoảng xuống đó chơi. Nếu mà chúng ta mà cho nhau cơ hội á thì anh xuống đó thì em có thể dẫn anh đi ngắm biển được nhé. Trời, mới hẹn hò mà tắm biển chắc đã lắm ta. Ngắm anh. Hả? Ngắm thôi. Em dẫn anh đi ngắm em luôn chứ đừng ngắm biển. Ngắm cả hai luôn nhé. Bây giờ mình tuần mình hẹn hò được bao nhiêu lần mình thử giờ đưa ra cái hoạch đi. Khoảng cách như thế thì theo em thì nên một tháng chúng ta gặp nhau bao nhiêu lần thì nó thích hợp. Công việc em cũng bận, em làm hầu như là cả tuần. Là làm cả tuần luôn, không dạ, chủ nhật không nghỉ. Dạ không, tùy theo xếp lịch đó. Trong một tháng hoặc một tuần đó em được nghỉ ngày nào ấy hạn thì em có thể báo cho anh để anh có thể xuống thăm mình gần gũi. Dạ. Để trao đổi nói chuyện nhau nhiều hơn. Quan điểm của em về hôn nhân như thế nào nói cho bạn trai biết đi. Là vợ chồng phải biết chia sẻ, quan tâm lẫn nhau, nhường nhịn nhau. Nếu có cái gì không hiểu thì mình có thể ngồi lại nhau nói chuyện. Không được im im, như là bực cái gì phải nói ra. Quan điểm của em là cũng nó trùng với cái điều anh cũng muốn nói. Giờ gì ai giữ tiền nè? Tiền thì tất nhiên là vợ giữ. Vợ giữ đúng không? Dạ, còn mình cũng phải giữ một xíu để mặc mà làm đi làm kìa. Giữ xíu là nhiêu? Thì 1/3 hoặc là 1/4 gì đó thôi. Thôi đừng giữ, giữ tiền mệt lắm. Anh có thể nói cụ thể đúng không ạ? Đó, đúng rồi đó. Lương 20 triệu một tháng nè, giao vợ nhiêu? Người giao vợ 18 triệu. Giữ chi tới 2 triệu dữ vậy? Thì còn xăng xe, còn cà phê, còn giao lưu bạn bè. Đừng nào xe hết xăng vợ tự biết. Quá nhưng mà Lan. Chứ còn gì 20 triệu thì ra đường phải có tiền túi với tự tin. Chưa có 2 triệu mà la. Nghe tôi tiền mặt gan. Có tiền tối không? Nghe tôi tiền mặt gan. Có tiền tối không? Không. À, thế không? Xài hết rồi. Xài hết rồi. Đây là người đàn ông làm bao nhiêu tiền là đưa hết cho vợ bấy nhiêu. Không bao giờ giữ tiền trong túi. Mỗi lần muốn ăn cái gì là tụi nhỏ đưa tiền không. Rồi bà đi khuyên người ta. Mượn. Mình có mượn thì vợ mới có trả. Mượn dư luôn á.
kinh nghiệm của anh là mượn dư, ví dụ nó là bữa nay Lan cho chú mượn 2 triệu mà thiệt ra xài có 1 triệu hả? Không, xài có 500 thôi. Cái mai mốt vợ chuyển trả cho Lan 2 triệu, cái mình dư 1,5 triệu. Chị trời ơi, cái này cái này chết, mai mốt tôi không có mượn ai được nữa rồi. Vợ tương lai là kế toán, tha mình cũng lo, không lẽ vợ chồng đưa mà vợ không đưa lại nó cũng kỳ đúng không? Chắc chắn sẽ đưa lại nhưng mà quản lý nó tốt, chứ đưa đàn ông mình có nhiêu xài hết nhiêu rồi. Mấy bà vợ cũng đừng có quá lắm, có nhiêu chồng về giữ hết nhiêu rồi, cái mỗi lần cái gì phải xin không có được, coi cái bóp người ta mà thiếu á là phải bổ sung vô liền. Đó đúng là chuyện rồi, tự động ta làm ta tinh tế mấy cái chuyện đó, tinh tế lo. Tôi thấy thấy bóp không không ai bỏ vô trơn luôn. Bây giờ nè em bước tới rồi đi. Đấy, bước tới đi. Yeah. Ừ, đó, nắm chặt vô. Đây là cái giây phút hết sức là quan trọng để chúng ta trao nhau những cái cảm xúc, nhìn thẳng vào mắt nhau, nhìn gần nhất có thể. Bây giờ cảm giác mỗi bên sao nè? Ấm áp. Đó, nói với em á, nói với em đó. À, anh cảm thấy ấm áp. Còn em thấy anh lạnh. Thì người ấm người lạnh. Tại anh xứ lạnh lên xứ nóng thì người nó chưa có nè ấm được. Chúng nhìn em anh cũng cảm thấy có một chút rung động. Nếu mà em bấm nút thì để chúng ta có cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn thì cũng càng tốt. Dạ. Rồi, cô gái em thấy nhà trai tôi làm sao? Đẹp trai không? Dễ nhìn. Dạ cũng ok ạ. Đưa tiền vậy hợp ý em chưa? Dạ hơi nhiều. Đúng. Câu đó hay. Hơi nhiều đó. Thì không xài hết thì tháng sau khỏi xin. Ủa giữ lại hơi nhiều hay đưa hơi nhiều? Giữ lại hơi nhiều, ý ta hả? Vậy dạ, giữ lại hơi nhiều ạ. À. Trời đất ơi. Trời ơi, tâm lý phụ nữ người ta hiểu quá mà. Trời ơi, thiệt là tình Lan là nó hướng dẫn sao mà. Nghe rồi, câu chuyện nó tiền bạc quá. Bây giờ nè, có bài hát nào hát tặng em gái đi Đức? Một đoạn hát trong cái bài hát bản tình ca đầu tiên. Vì nếu em cần một bờ vai em. Vậy nó có lạ đó. Mình cầm đi tay. Không có cầm tay cũng bình thường rồi. Em vừa hết đất vừa hát. Em vừa hết đất vừa hát. Khó quá, anh làm để khó quá. Hãy chứng minh để mình khỏe. Không có cách nào dễ hơn anh. Không, nè, mấy món mà đưa vợ đi đẻ là ẩm ẩm vợ không đó. Mình phải chứng minh cái sức lực của mình cho nhà gái biết. Đếm anh. Rồi, 2, 3, vừa hát nào. Nếu em cần một bờ vai em, nếu em cần những phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em. Khi em khóc do nước mắt chưa chan, dẫu phong ba anh sẽ đến với em. Cho dù không làm em cười, anh sẽ đến để được khóc cùng em. Thôi, được rồi. Đừng là khó thở quá, khó thở quá. Trời ơi. Hay quá trời. Sao không hay? Ờ. Tôi có giỡn à. Tôi tin tưởng rồi nên mỗi tháng cho 5 triệu. Nãy giờ những gì chúng ta trao đổi với nhau nó ngắn thôi, nhưng một phần nào đó nó cũng sẽ giúp cho các bạn hiểu được về đối phương có tính cách như thế nào, suy nghĩ về tương lai ra sao. Thì bây giờ chính là những giây phút mà các bạn lắng lòng mình lại để suy nghĩ xem đối phương có phù hợp với mình hay không. Bàn tay lúc nãy chúng ta nắm nó có phải là cái hơi ấm mà chúng ta đang đi tìm hay không. Nếu như đúng thì chúng ta bấm nút, còn nếu như không thì chúng ta không bấm nút và nhường nút bấm đó cho người khác. Chuẩn bị. 1. Hai. Ba. Hết thời gian. Trời ơi. Nào hãy nắm tay nhau. Rồi, giữ lấy mối quan hệ này, chăm sóc nó, rồi nó lớn lên, nó thăng hoa lên, rồi đến ngày nào đó nó sẽ có một kết quả là đăng ký kết hôn. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Ủa Vinh rồi. Rồi, chào Vinh. Em giới thiệu về bản thân của mình xíu ha. Trước mắt thì em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Thế Vinh, thì em sinh năm 93, em quê ở góc Tiền Giang.
Thì hiện em đang làm trưởng kho của công ty Tech Cao Việt Nam. Thì hôm nay là em năm 9, bước sang năm nữa là cháu 30. Thì hiện tại thì em đã qua một đợt vợ có ly dị rồi. Thì hôm nay em tham gia vào chương trình này thì nếu mà được thì em mong muốn có được một mối tình khác mà đi theo em đến hết cuộc đời này. Em là lên Sài Gòn là bao lâu rồi? Dạ, em lên Sài Gòn từ lúc 3 tuổi. Chị là ba mẹ mình ở đây luôn hả cô? Ba mẹ ở trên đây, có nhà trên đây. Nhà mình là ở Gò Vấp luôn. Mình đang sống chung với ba mẹ. Dạ đúng rồi, ở Gò Vấp. Rồi, hồi nãy em nói là mình đi dị vợ rồi. Thì mình kể về cái quá khứ của mình một xíu ha. Là em cưới năm nào, rồi mình có em bé chưa, rồi ly hôn năm nào, và lý do vì sao mình ly hôn? Dạ, bọn em cưới nhau vào thời 2017. Mà cưới nhau, quen nhau ở cái cộng làm việc chung ở công ty Ion Việt Nam á. Thì quen xong rồi con rồi cưới nhau. Quen mấy năm? Dạ, quen chưa được 1 năm. Nhìn chung thời gian nó cũng ngắn. Nên là quen xong rồi cái cưới được em, nói chung là em ly hôn được 1 năm rồi. Nhưng mà em có em bé gì không? Dạ, tụi em chưa có em bé được. Tại vì cái thời gian mà định có em bé thì nó hướng cái ngay cái Covid nào đến á. Nhìn chung là công việc cũng như là tài chính nó bị hạn hẹp lại. Tại vì em... Tại dự định là có em bé nhưng mà do Covid nên gây khoản lại cái việc có em bé luôn. Đúng rồi. Nhưng mà cho chị hỏi xíu, lý do vì sao tụi em ly hôn? Tại vì người ta thường nói là ví dụ như yêu, còn 1 năm mới yêu thì về. Hay là em mới có tìm hiểu một xíu thôi thì về cũng có nhiều cái để em tìm hiểu hơn thì nó sẽ happy hơn so với những người mà quen lâu. Mà tại sao lý do vì sao tụi em ly hôn? Vậy em ly hôn là như thế này. Thì ngày trước lúc mà cưới xong về thì bên bố vợ có để lại một cái căn nhà. Thì thực chất là nhà này của bạn của bố vợ em, nhưng mà ông đấy ông không ở Việt Nam nữa, ông ra nước ngoài ông ở để anh mà ông để lại, nhưng mà bố vợ em thì chưa có nhu cầu sử dụng đến, cho nên là để căn nhà đó cho tụi em ở riêng. Thì cái thời gian đầu là tụi em ở trong cái căn nhà đó thì nhìn chung là ở riêng nên tụi em cũng hòa đồng hạnh phúc lắm, công việc thì cũng chia sẻ nhau ra làm. Nhưng mà về sau á thì khi mà ông có việc á thì ông nói là ông sẽ kiếm cho tụi em một cái chung cư để ở cho nó tiện. Thì vợ em thì bước đầu là không chịu, nhưng mà tại vì nói chung là nhìn chung vợ em không thích ở chung cư, nhưng mà sau thì ông nói là bây giờ chịu khó kiếm chỗ nào nó ở tạm đi, để ông lấy cái nhà đó ông biến thành cái nhà xưởng ông cho thuê, rồi sau ông tìm cho căn nhà khác. Thì khi mà ông nói vậy thì em á thì em kêu vợ em là về bên nhà em ở. Nhưng mà có một cái nó hơi ngặt là vợ em không thuận lắm so với người ta quen. Nghĩa là nói chuyện được ví dụ 8-9 câu là tới câu thứ 10 là bắt đầu sẽ có xung đột. Thường là mẹ chồng với cái này dâu mà cái này nó ngược sao Vinh? Nó hơi ngược chút. Nghĩa là nói 8-9 câu là bắt đầu sẽ có combat, nên là combat luôn. Nói chung là nó không thuận, nó thẳng luôn, nó không thuận. Nhưng mà lúc đó thì còn mẹ em thì vì mẹ em rất là thương em, cho nên là mẹ em coi vợ em như con cái trong nhà vậy đó. Nhưng, cho nên nhưng là mà không ai có là người công bác rồi, ai rồi lúc mà đó thì em xử sự như thế nào? Thường thì ba em mở trước. Còn xử sự thì nó thẳng luôn là em tiếp thu, là tiếp thu từ cả hai, em không đứng về phía nào cả. Đúng thì đúng, mà sai thì sai, chứ em không có bên ba mẹ em. Nhưng mà cũng nhiều khi cũng chính vì vậy cho nên là vợ em đôi khi lại có những lần vậy thì vợ em lại không thích đó. Kiểu nhưng mà em có thì... thấy là ba đánh vợ như vậy thì không đánh không? Không, ba không bao giờ đánh. Chỉ là con bát này là con bát mồm á. Chứ không bao giờ đánh đâu. Dạ. Thì kiểu như nói chuyện mà không vui tí thì hay có kiểu la ông sòm lên á, cho nên là ở không có thuận. Thì chính vì cái lý do ông thuận như vậy cho nên là em mới chịu vợ là em qua ở bên nhà mẹ vợ.
thì cũng từ đó nên là nó mới có chuyện mà để tụi em không học nhau nữa. Qua ở nhà mẹ vợ thì sao? Có những cái như thế này, ví dụ như nhìn chung thì em cũng công việc của em nó cũng mới ổn định cỡ 5 đổ lại thôi. Vì Covid nó giặt quá cho nên là em nghỉ ở Ion Việt Nam xong rồi em mới qua cái công ty này. Thì nhìn chung công ty này nó cũng là công ty mới, nó chuyên về gốm sứ cho nên là khi mà em được nhận vào làm á thì em là thuộc cái dạng, tới giờ là thuộc cái dạng lì ở trong rồi, cho nên là em mới ngồi lên được cái chức trưởng kho. Nhưng mà em phấn đấu đi làm mà để em lên được đó, thì nhìn chung cũng vì một phần bên gia đình của vợ nữa. Nghĩa là họ có nói với em một câu như thế này mà nghe nhìn chung là em cũng buồn mà nó cũng đáng. Tại vì họ bảo là gần 30 rồi mà chưa có cái gì hết. Nên là em mới cố gắng em đi làm. Nhưng mà khi mà ở bên nhà vợ thì khi mà em bỏ sức ra để em cày em đi làm á thì em bị cái là em không có thời gian nhiều lắm so ở gia đình. Nghĩa là em cứ sớm đi rồi tối về, nhìn chung thì mình muốn làm để mình có cái đà để mình đi lên nữa. Cho nên là em có tâm sự với vợ không? Có, nhưng mà nhìn chung cái thời gian khi mà em bắt đầu muốn tâm sự với vợ thì em nhận ra là quấy có người khác rồi. Lúc đó là em phát hiện luôn. À, đúng rồi. Rồi cư xử em như thế nào, em phát hiện bằng cách nào? Thì thực tế là cái thời gian mà ở bên nhà vợ thì nhìn chung tụi em cũng có nhiều mâu thuẫn lắm. Cho nên là những cái mâu thuẫn nó nhỏ nhỏ xong rồi nó... Thường là mâu thuẫn những cái gì? Nó kiểu như thế này, giống như em đi làm về thì em thấy đồ ăn chén bát để đó mà ăn mà chưa rửa. Cái tánh em khó chịu lắm, em sẽ vô em rửa. Thì cũng một phần vì vậy mà cứ thấy cái nào mà chút qua cứ để lại rồi cứ tối em về em đã làm nó mệt rồi. Và em rửa nó, nhiều khi em lên em cũng có hỏi là sao ở nhà không phụ một chút, thì nó cứ nói là thôi ăn cuối thì rửa đi kiểu vậy. Nhưng mà em đi làm thì tới 5:30 về rồi mà ăn nhà ăn cơm sao không phụ mình cái, hoặc là giống như đơn cử là giặt đồ đi, kiểu như ném đồ thì nó giặt được nhưng mà đi ra bơi thì không chịu đi, nằm để đợi em về. Thì ví dụ như em về thì em làm thì em cũng bình thường, tại vì em đã xác định là khi mà em trước em cũng nói thiệt luôn là em cũng công tử lắm, nghĩa là không có đồ việc nhà đâu, nhưng mà từ khi lấy vợ là em làm hết. Nhưng mà vợ em có đi làm không hay là ở nhà? Có, vợ em làm trong Ion á, tới giờ vẫn còn làm. Nhưng mà ví dụ như vợ cũng đi làm về mệt thì sao? Trước thì công việc của vợ em thì nó, nếu mà nó mệt thì nó không phải lắm, tại vì đa phần là một chỗ. Thì tới khoảng 5:30 chiều là tan rồi. Có làm ca thì những cái nào mà làm ca thì ví dụ 10 giờ về thì đương nhiên em làm, em cũng đâu có kêu vợ làm đâu. Nhưng mà những cái ví dụ những ngày mà 5:30 về thì cô ấy nghĩa là đôi chút đôi khi cô ấy không có chia sẻ công việc gia đình nhiều với em. Cảm thấy là không được chia sẻ với em, đúng không? Đỉnh điểm là em phát hiện vợ một cái. Dạ đúng rồi, thì khi mà em phát hiện, nhưng mà có cái này em cũng khá là không thích. Nghĩa là mỗi lần mà mâu thuẫn mà cãi nhau á thì cứ đưa tờ giấy ly hôn ra rồi mới nói chuyện. Nghĩa là cô ấy cứ đưa ly hôn ra rồi mới nói chuyện, thì em cũng đã khuyên qua nhiều lần rồi, cái tờ giấy đó không phải là cái mà để cứ mỗi lần gây là nói chuyện cứ đem nó ra, tại vì làm vậy nó đâu có hàn gắn tình cảm mà được đâu. Nó chỉ khiến con nó đi thôi, nhỏ hơn em 1 tuổi vậy. Mà nhìn chung là sống nó thiệt là thiếu tình thương của cha từ nhỏ cho nên là khá là cứng đầu. Nghĩa là ví dụ như bây giờ cái việc đó là đúng nhưng mà cô ấy cho là sai mà em cãi đúng là không được. Rồi nghĩa là bây giờ ví dụ như em chạy xe ngoài đường chẳng hạn thì em chạy đường nó cho chạy nhiêu em chạy nhiêu, cho 50 chạy 50, nhưng mà ví dụ như có người băng qua đường mà đó không có vạch kẻ đường thì em lại qua một cái là chửi em trước chứ không chửi người ta đi ổn nó kiểu vậy. Rồi em ly dị hơn 1 năm 2 rồi thì có tìm hiểu ai thêm không? Dạ thực chất là cũng có, nhưng mà nó chỉ dừng lại ở cái mức là bạn bè thôi chứ cũng không xa hơn được mấy. Anh có một cái mối tình mà yêu một chị cùng công ty. Cái gì nè? Yêu kín à?
Xong rồi chị biết được là chị ấy có gia đình rồi à? Đơn phương là trước lúc cưới hả? Cái lúc đó là sau khi em ly dị được một thời gian á, thì bao lâu? Em không biết cái đó có phải gọi là tình yêu không nữa, nhiều khi đồng cảm trong cuộc sống á. Ừ. Xong rồi mình cảm giác vậy, nhưng mà nhìn chung thì cái chị này chị cũng tốt, cũng thương mình lắm. Tại vì chị cũng có một cái phần hoàn cảnh cũng giống như em á, nên là tụi em đồng cảm được cho nhau. Ừ. Nhưng mà về sau này thì cái anh chồng của chị á, cũng khi mà bị gia đình ở dưới lên chửi quá, kiểu nói anh quá nên anh bắt đầu thay đổi. Cho nên chị với em không có tiến tới gì nữa. Nói chung là hai người vẫn tìm hiểu. Dạ. Nhưng mà là em biết chị ấy có gia đình xong rồi em biết luôn. Dạ đúng. Ừ. Chị sinh năm bao nhiêu rồi? Chị sinh năm 90. Rồi, mối tình đó là mối tình giấu kín hả? Đúng. Rồi mối tình đơn phương là đơn phương ai? Đơn phương là lúc em mới bắt đầu làm ở công ty Ion á, hồi năm 2015. Là trước khi cưới? Trước khi cưới. Ừ. Này, có một mối tình đơn phương. Đúng. Rồi sau khi cưới là một mối tình giấu kín với một mối tình công khai. Không, công khai là bố vợ em thôi. Một đơn phương, một công khai, một giấu kín. Rồi. Ở kia bây giờ thì anh muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Dạ, thực chất thì sau khi chia tay vợ thì bây giờ nếu mà tìm một người phụ nữ như thế nào đó, thì em mong là em tìm được người chịu lắng nghe, chia sẻ, hiểu được là em muốn đỡ đần phụ em á, trong những cái việc nhà cũng được. Tại vì em thì em sẵn sàng làm, nhưng mà em mong là họ hiểu và họ hỗ trợ em. Chứ đừng... Mà chị nói thật á, khi mà em gặp một cái đối tượng mà người ta có công việc rất là nhiều, thì em có thể là người phụ người vợ thôi, hay là em sẽ chọn cái người sẽ là chọn em? Em sẽ chọn người thương mình. Còn cái phần công việc thì em sẵn sàng làm, nhưng mà họ phải thương mình. Chứ đừng có giống như vợ em là kiểu em bố em làm để rồi sau đó thì ở nhà thì họ lại có một cái tình cảm khác thì em không biết. Chị thấy nhà chị là chị khi mà nghe em nói là chị nói thật, đúng làm như thế, chồng đúng tên chị làm, tại vì chị chỉ làm việc thôi, mặc dù vậy luôn á, nấu cơm nấu nước thì chẳng có làm hết. Không, tại vì nấu cơm nấu nước rồi cái đó em làm được. Không thấy vấn đề, em nấu ăn em cũng nấu được. Chỉ là nấu có thể ở cái mức là không chết đói thôi. Nó nếu mà nói ngon mà miệng nhiều thì không tới đâu. Rồi ok, không chết đói lại nấu được cái gì, kể chị nghe coi nè. Đơn giản nhất là mì gói nè. Khó hơn xíu là có thể mì xào nè. Khó hơn xíu nữa là thịt kho trứng, rồi cả chiên, rồi các thứ. Nhưng mà em làm ở chỉ mức trung bình thôi, chứ không có nói là dùng từ good được. Nói chung là nấu ăn được đúng không? Rồi, ưu điểm của em còn cái gì nữa không? Ngoài nấu ăn được. Em không rượu bia, nhậu chè. Em không hút thuốc lá. Còn ca hát nè, ca hát thì tại vì em không biết hát, nhưng mà em chỉ thích hát thôi. Ừ rồi, mời em hát, thích hát là được, chứ chị đâu cần em biết hát. Rồi mời em hát một xíu ha. Thì em xin hát một đoạn nhỏ trong bài Hoa nở không màu của Hoài Long. Ok.